Xin chào tất cả bà con cô bác, anh em và các bạn. Hôm nay shop Vinh Trường trở lại với những cái dàn máy công cụ ha. Hôm nay mình có được hai mươi mấy sản phẩm, bây giờ mình cũng tranh thủ review lên cho mọi người chọn lựa để đặt mua ha. Ai thấy cái máy nào phù hợp, thích hợp thì gọi điện đặt mua liền ha anh em. Rồi bây giờ đầu tiên mình xin cảm ơn tất cả anh em bà con cô bác và mọi người đã ủng hộ shop Vinh Trường cho đến ngày hôm nay ha. Rồi đầu tiên xin chúc cho mọi người luôn khỏe và thành công trong cuộc sống ha. Rồi, cây số 1 mình test cái cây vít gấp ha. Đây là cây này là cây vít gấp nè. Cây vít gấp là ấn vô đây là gấp nè ha. Ấn đây là nó báo đèn pin ha, báo pin ha. Đó, ấn đây là gấp ha. Rồi. Đó, nó gấp theo chiều này, ấn là gấp lên. Rồi, nó như vậy ha. Rồi, có đảo chiều ở đây ha. Đảo chiều ở đây. Đó, bóp vô là đảo chiều thôi. Đó, để ha, có đèn led ha. Rồi. À, cái vít ha. Đó, nó chạy đồ đàng hoàng ha. Bây giờ mình bỏ cái vít vô mình test cho anh em thấy nó chạy ha. Rồi nó vậy ha. Rồi đảo chiều. Đó, vít gấp thì vậy ha. Rồi cái này có gang tay ha anh em. Cái này gỡ gang tay thôi. Đó. Gỡ gang tay thôi. Đó. Nó như vậy ha. Máy pin sạc ha. Cây này là nó được coi nó mấy vôn ha. Cây này nó 3,6 ha anh em, nó 3,6 thôi. Mình có sạc 4,2. Đó là máy pin sạc ha. Đây cây số 1, máy pin sạc ha. Bán máy pin sạc luôn ha, có sạc luôn, mình lấy cái sạc luôn ha. Rồi, máy pin sạc vậy ha, cây số 1 nè ha. Đây có cái sạc đây ha, mình cắm vô ha. Sạc đây mình cắm vô là nó lên đèn xanh ha. Bây giờ mình cắm điện vô ha, nó lên đèn đỏ là tức là nó nhận sạc ha. Rồi ha anh em. Đây ha, nó đỏ ha. À, nhận sạc ha. Đó. Bây giờ nó đầy là nó xanh ha. Đó, mình cắm vô là nó đỏ. Đầy là nó xanh. Đó. Cắm vô đỏ ha. Rồi. Cây số 1. Máy pin sạc ha. Rồi anh em, số 1 ha, máy pin sạc này ha. Máy pin sạc như vậy. Rồi, cây số 1. 400k ha. Rồi, cây số 1 400k, máy pin sạc ha. Đó. Cho anh em cảm thấy là hợp lý luôn ha. Rồi bây giờ cây này cây số 2. Cây số 2 là một cây vít gấp ha, một cây vít gấp là 6220 ha, Nati. À, đẹp ha. Đó, cây này rất đẹp. Anh em xem để ý ha. Máy đẹp ha. Đó. Vít gấp ha. Rồi mình test cho anh em xem cái vít gấp nó chạy ha. Rồi. Gắn mũi vô đàng hoàng ha, test cho anh em xem. Chức năng rồi anh em lưu ý ha. Ta cân nhắc là chúng ta mua ha. Đó. Rồi. Đảo chiều nè ha, lên xuống đảo chiều. Còn cái này nhanh chậm ha. Rồi. Rồi cái này khóa cò. Khóa cò lại hết bóp ha. Đó lúc mà gấp lại này để nít nó khỏi phá rồi ha. Đó, khóa cò lại hết bóp ha. Mở cò ra. Bóp chạy tiếp ha. Rồi. Chạy bình thường ha. Rồi, cái này thân máy vỏ pin ha anh em. Cái này là thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin nhà anh em là muốn thay pin thì muốn đóng pin thì đóng pin thêm một xeo vô ha. Pin sạc luôn. Cái số 2. 350k. Rồi, cây số 2 350k ha. Rồi. Đó là thân máy vỏ pin ha. Rồi chụp âm quên. Giờ cây số 3. Cây số 3 là mình có một cái combo này ha. Combo rin luôn ha. Máy pin sạc rin luôn. Đó, này là hàng Đài Loan xuất nè ha. Hiệu nó là hiệu Boss ha, Boss Power ha. Boss Power đây ha.
Boost Power 10 10V 8, 10V 8 anh em. Nó 10V 8. 10V 8 ha. Cái khoan ha. Có đèn led rồi ha. Điều tốc rồi đầy đủ ha. Trên đây nó không có cái gì hết ha. Như vậy, cái máy rất là mới ha, mới cực kỳ mới luôn, mới 100% chưa xài đúng không anh em. Không có một cái dấu gì chạy hết ha. Có 17 cấp trượt và một cấp khoan. Cái này xài cho gia đình mở vít rồi bậy bạ ha, hay sửa quạt chỗ đồ ha. Này là vô tư luôn á. Rất là khỏe ha. Cái máy này rất là khỏe. Rồi mình test chức năng trượt ha. Rồi đảo chiều. Kẹp 10 ly ha. Rất là mới, mới cứng luôn. Rồi máy pin sạc, bây giờ mình thử cái sạc cho anh em xem ha. Nhanh nhanh luôn thôi, không kịp thời gian. Không đăng clip được ha. Rồi giờ ban đầu mình cắm vô là lên đèn xanh ha. Cắm pin vô lên đèn đỏ là nó sẽ nhận sạc ha. Pin này nó đầy, nó sẽ không vô anh em. Đó. Nó lên đèn đỏ là nó nhận nè ha. Rút ra đèn xanh ha. Cắm vô đèn đỏ là nhận sạc ha. Rồi. Máy pin sạc nguyên combo nó vậy nè ha. Rồi máy pin sạc zin hết ha, máy này chưa xài ha, zin hết nguyên combo vậy nè ha. Chưa xài. Rồi, cái combo số 3. 850k ha. Rồi, zin luôn ha, điện 100V. Sạc này sạc điện 100V ha anh em. Đó, sạc điện 100V ha. Anh em lưu ý ha. Rồi, 850k bộ số 3. Rồi, tiếp bộ số 4 là một cây cưa kiếm. Cây cưa kiếm ha, đầu tiên mình test trước cái sạc chứ không. Rồi. Test trước cái sạc lên ha. Rồi cắm pin vô nè. Rồi, nhận pin ha. Lúc đỏ nè anh em. Đó, rút ra nó màu xanh ha. Rồi, rút ra nó màu đỏ. Rồi nhận pin ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình test nó chạy ha. Test cưa kiếm ha. Cũng combo luôn ha, một máy một pin một sạc ha. Anh em ấn cái nút này vô ha, cái tay cái mình ấn cái nút này vô mình bóp cò nó mới chạy ha. Đó. Rồi. Ok ha. Bộ số 4. Máy pin sạc có lưỡi luôn ha. Cái lưỡi anh em có cái lục giác anh em tháo ra nè. Giờ mình cho cái lục giác luôn nè, anh em tháo lưỡi ra ha. Xong anh em mở bỏ lưỡi lục giác mở ra thôi ha. Mở ra xong cái rút ra ha. Rút ra xong cái mình gắn, mỗi lần mình gắn vô á là mình mở sơ sơ ra nữa ha. Cái mình đưa lưỡi ra, mình rút ra cái lưỡi ra ha. Đây cái lưỡi nó có cái chấu gài lại. Cái lưỡi nó có cái chấu gài lại đây em ha. Mình lưu ý cái chỗ này ha, đó nó có cái lỗ đây nó gài lại ha. Đó nó có cái lỗ đây ha. Đó cái lưỡi nó có cái lỗ đây nó gài lại. Rồi, chúng ta siết lại ha, để nó nguy hiểm. Có pin nó chạm vào cái nó cứa ha. Rồi máy pin sạc. Pin combo có lưỡi có lục giác luôn ha. Số 4. Rồi nguyên combo này 1 triệu ha. Đó. Số 4 nguyên combo 1 triệu ha, máy pin sạc, lưỡi lục giác đầy đủ ha, vậy nè ha anh em. Đó nguyên combo nó đầy đủ vậy ha.
là 1 triệu. Rồi cho xuống. Rồi tiếp tục. Đây có cái combo nữa ha. Em có cái combo tiếp. Test cái sạc tiếp ha. Đây, bật lên đèn xanh ha. Bây giờ cắm pin vô nè. Pin cái máy nào ra cái máy đó ha anh em, mình không để lộn đâu. Máy nào ra máy đó, rồi cắm pin vô. Rồi, nhấn đèn đỏ ha, là nhận sạc ha. Rút ra là đèn xanh. Sạc đây là đèn xanh ha. Đó. Ok ha. Rồi. Test chức năng. Đây 10.8 ha. Cái kiếm này cũng 10.8 ha, hiệu Boss Power ha. Đây cũng là 10.8. Rồi bây giờ mình gắn cái lưỡi vô để mình test cho anh em thấy ha. Để anh em không thấy cũng có lưỡi luôn ha. Bộ nào cũng có lưỡi hết ha. Nào cũng có cái lưỡi hết. Lưỡi nào ra lưỡi đó ha anh em. Anh em thao rồi chọn ha. Lưỡi nào ra lưỡi đó, không có lộn xộn đâu ha. Rồi. Giờ mình test chức năng ha đó. Điều tốc đơn hoàng ha. Đó, có điều tốc rồi đơn hoàng ha. Rồi, nó vậy ha anh em. Rồi, máy pin sạc. Giờ mình tháo cái lưỡi ra. Cũng bằng giá ha, hai cái máy với nhau ha. Cũng máy mới rồi với nhau ha. Máy đẹp. À, máy này là máy Đài Loan xuất nè, Đài Loan xuất Nhật. Đó, cho nên là nó rất là đẹp. Máy chưa sử dụng nhiều. Máy còn rất mới ha. Rồi cũng một bộ combo là 1 triệu luôn ha. Số 5. Rồi số 5 1 triệu luôn ha anh em. Đó nguyên combo luôn. 1 triệu là máy pin sạc luôn ha. Rồi. Để tiên đang cho nó lộn ha. Đây. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là mình có cái máy số 6. Đây. Cái này là cái xích 14V ha anh em, cái xích 14V. Cái này mình đã lên pin rồi ha. Mình đã lên pin rồi, pin zin. À quên. Xin lỗi, mình lên pin pin mới ha. Pin mới, pin Li-ion mới. Pin sạc. Lên 8 cell rồi ha. Đây, sạc đây. Giờ mình cắm vô sạc cho anh em xem nó sẽ nhận như thế nào ha. Nó đèn đỏ là như thế nào đó. Đây, đèn đỏ là nó nhận rồi ha. Rồi rút ra là đèn xanh ha. Đó. Rồi, pin là mình bảo hành cho anh em 3 tháng rồi bạn ha. Rồi, máy pin sạc ha. Giờ mình vừa test chức năng. Cái số 6 ha. À, cái loại này rất là mạnh ha, có đèn led luôn ha anh em. Điều tốc rồi nè. Đảo chiều. Rồi đảo chiều. Rồi, rất là mạnh. Đó, mạnh cực kỳ. Ok. Cái số 6. Máy pin sạc lên mới ha. 1.050.000. Rồi ai chuyển khoản mình vẫn bao ship như thường lệ ha. Còn ai mới mua lần đầu này kia rồi là anh em chịu khó đặt cọc cái thẻ cào ha, 50k hoặc tùy theo ha, tùy theo món hàng. Rồi tiếp tục. Đây là cây số 7. Đây là một cây bê tông Hitachi 18V ha, bê tông Hitachi 18V. Rồi bây giờ mình bán cái thân máy ha. Cái này là mình bán cái thân máy. Mình test cái thân máy cho anh em xem. Ở đây nè. Em xem nè. Báo đèn đàng hoàng ha. Nè. Báo đèn nè. Đây là đèn led nè. Đó. Đèn led. Đèn led chủ động tắt mở ha.
chức năng khoan thường ha. Rồi bây giờ mình rút cái mũi khoan vô cho anh em thấy ha. Rồi nó gài lại ha, hết rút ra ha. Đó. Rồi chức năng búa ha. Rồi kéo lên chức năng búa. Chức năng búa kéo vô đập ha. Đó. À, chức năng búa ha anh em. Rồi mình tháo mũi ra, kéo này xuống mình rút ra ha. Ok. Rồi thân máy bê tông Hitachi 18V, kia số 7. Rồi thân máy ha, 1.50 ha, 1.50 cái thân máy của Hitachi 18V ha. Đó, sử dụng than rồi ha. Đó, cái máy này rất đẹp ha anh em. Cái máy này ok luôn, tem tiết đầy đủ. 18V. Rồi. Thân máy số 7 1.50 ha. Rồi, tiếp tục. Mình tới cây số 8. Đây cây số 8 là một cây máy cắt sắt ha. Lưỡi lưỡi cắt sắt ha. Đây. Đó, lưỡi cắt sắt ha anh em. Mình xem kỹ ha. Nati. Mã là EZ3502. Cái cắt sắt mình bán cái thân máy ha. Rồi anh em xem ha. Máy cắt sắt vậy thôi ha, lưỡi cắt sắt vậy thôi ha, hợp kim ha. Đây anh em xem kỹ ha. Đó, thân máy số 8 550k, cái thân máy 550k ha. Máy số 8 550k. Với mã số 9 là một cây vít gốc ha. Mã số 9 là một cây vít gốc mà người ta ha, vít gốc. Rồi 9.6 ha anh em, 9.6. Rồi mình lấy cái nguồn mình test cho anh em xem. 9.6 nha, anh em lưu ý nha. Sâu quá, cái hộ sâu quá, khó test, khó vô, khó kẹp, sử dụng cái kẹp thì nó dở quá, kẹp cá sấu này nó dở, dở tệ luôn. Đó. Rồi. Đó. Rồi mình gắn vô cho anh em xem ha, kẹp không có được cái co cho nên mình phải lấy tay mình giữ ha. Rồi mình gắn cái đầu này vô cho anh em xem. Rồi. Đây. Rồi. Rồi điều tốc là đầy đủ ha. Rồi cái nút đảo chiều nó đây anh em, bây giờ nút đảo chiều đây mình gạt lên nè, đó rồi mình cho nó đảo chiều nè ha. Rồi đảo chiều ha. Rồi chỉ vậy thôi anh em, giờ mình kẹt không được nên mình không có tay nào mình giữ để mình test búa. Rồi ok, cái vít gốc ha, thân máy vỏ pin ha, thân máy vỏ pin 916 ha. Rồi vít gốc là thân máy vỏ pin 916 nè ha, cây rất đẹp ha.
giá 600. Cây số 9. Cây số 9 600k ha. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là cây số 10. Giờ đây là mình có một cây bê tông ha, bê tông Nati 12V. Đây nó còn cái cử rồi là vàng đây ha anh em. Đó. Mã là EZ6802 ha. Đây cây cử đúc vô đây. Đó, cây cử đầy đủ ha. Rồi, tem tiết đầy đủ nè. Hai bên nè. Ha, tem tiết đầy đủ. Thân máy vỏ pin ha, 12V. Đây có điều tốc đàng hoàng ha anh em. Bây giờ anh em mình chỉ cho anh em ha cái cách mà nó sử dụng cái đầu cái mũi khoan ha. Thì chúng ta gắn cái mũi khoan vô, chúng ta xoay qua bên bên phải ha, xoay vậy rồi bắt đầu tôi nhét nó vô ha, thả ra là trở lại ha. Nè, gắm vô nè, xoay cái này nhét vô đó. Nó gài vô là nó dính cứ ngắt ha. Rồi vậy ha, xoay cái ha, xoay vậy mình thả ra ha. Đây nó có cái mũi tên xoay nè anh em, nó chỉ có mũi tên nè đó, cái mũi tên cho mình xoay nè ha. Em thấy không, nó có cái mũi tên ở đây, xoay về chiều này nhét cái lưỡi vô. Rồi bây giờ mình test chức năng ha, điều tốc ha. Đó rồi, cái này là phan thường ha. Rồi cái này là chuyển, đây là phan búa. Rồi chuyển, đây là phan búa ha anh em, phan búa nè, phan thường. Rồi phan búa ha. Bây giờ mình lấy cái dán mình thử cho anh em xem ha. Rồi đây dán thử đây nè ha. Đó anh em nghe chưa? Đó. Rồi đó phan búa ha. Chứ mình lại không có lấy cái tay mình đè vô được ha, đau tay lắm, mình chịu không nổi đâu ha, mình kéo cái này vô cũng không được, nhưng mà nó ấn cái đầu này xuống nó sẽ đạo vỏ búa ha. Còn này kéo lên là vỏ thường ha, kéo lên khoan thường đó, khoan thường có thắng rồi, đầy đủ anh em nè, điều tốc nè, nhanh nè, thắng ha. Đó rồi ta xoay cái, ta lấy cái đầu ra, xoay cái lấy cái đầu ra ha, cái lưỡi ra. Rồi thân máy vỏ pin. Rồi cái bê tông 12V của Nati ha. Cái bê tông số 10. Đúng rồi nè, số 9 rồi cho tới số 10 ha. À, số 9 xong rồi tới số 10. Cái này chiều 200k ha anh em. Thân máy vỏ pin 1.200k. Cây này khoan tường đã lắm anh em, của hơi ha. Khoan tường rất là ngon. Của hơi rất là êm ha. 1.200. Thân máy vỏ pin. Rồi, tiếp tục. Để cho nó nằm trước đây. Rồi, tiếp tục cây số 11. Là một cây máy mài Hitachi ha, 14V4 ha. Bán cái thân máy ha, 14V. Đó. Máy mài 14V ha. Rất là đẹp ha. Rồi mình test chức năng ha. Sử dụng than rời ha anh em. Máy mài sử dụng than rời ha. Máy mài này sản xuất năm 2014 ha. Tháng 2 năm 2014. À. Các bạn sử dụng than rồi, Hitachi 14V. Rồi thân máy ha, thân máy cái số 11.
Cái này 1 triệu ha, thân máy 1 triệu. Rồi ai muốn đóng pin hay như thế nào mình liên hệ sau ha, bán cái thân máy trước, cái nào mình muốn đóng pin này này kia mình giao dịch sau, giao dịch thành công thì đóng, không anh em biết đóng mang về nhà tự đóng ha, hoặc là mình kiếm chỗ nào đóng quen biết mình đóng, không có vấn đề gì hết, mua bán rất là thoải mái ha. Rồi cây này cây số 12 là cây máy mài luôn ha. Cây này màu hồng ha. Rồi tem tiết đầy đủ ha. Cây này là sản xuất năm 2011 ha. Tháng 10 năm 2011. Rồi. Báo pin là đầy đủ ha anh em. Rồi báo pin là đầy đủ nè ha. Rồi cây kia cũng có báo pin là đầy đủ. Bây giờ mình thử lại cho anh em xem. Có báo pin là đầy đủ ha. Rồi, cây xì cây số 12. Cây số 11 là mình thử báo pin lại cho anh em xem ha. Rồi có báo pin rồi đầy đủ ha. Đó, cây này cây số 11 nãy mình quên thử báo pin, giờ mình thử lại cho anh em xem. Rồi cây số 12, cây này cái này 950k ha, cái này 950k à, màu hồng, nó không sáng sủa bằng màu xanh cho nên nó rẻ hơn vậy thôi chứ nó không có xấu gì hết ha, gì như nhau mấy rất là ngon. Rồi tiếp tục cây số 13, cây số 13 là một cây khoan Hitachi 14V ha. À, mình cũng bán cái thân máy thôi, cây khoan Hitachi 14V đầu kẹp 13 ly, cây này rất là mới, hiệu là Hikoki ha, cây này rất là mới, tem tiết đầy đủ ở đây à, rất là mới ha, rất là đẹp à, có đèn led rồi đầy đủ ha. Rồi nhanh chậm đây. Rồi đảo chiều. Rồi. Rồi nhanh chậm. Rồi đảo chiều. Rồi không có kẹt ha. Đầu kẹp 13 ly rất là mới. Nhìn cái thân máy này rất là đẹp ha anh em. Anh em nào nhanh tay hốt cái thân máy này đi, cực kỳ đẹp. Dòng tua là dòng tua của con Hitachi này là 1250 vòng trên phút ha, 1250, điều tốc là không tới 450 ha, thì không tới 450, coi như nhanh chậm ha, chậm là không tới 450, còn nhanh là từ không tới 1250 ha. Rồi thân máy ha, 14 motor, số 13, 850k. Rồi cây số 13 850k ha. Cây này rất là ngon ha. Rồi tiếp tục cây số 14, thân máy vỏ pin, cây đầu khía ha, Makita đầu khía, thân máy vỏ pin. Rồi ta gắn cái này vô, chúng ta test búa. Rồi điều tốc ha, rồi đảo chiều, thép búa này ha, rồi búa nè, đó. Đó anh em thấy chưa, ok ha, cái bài kia này cực kỳ ngon đó. Anh em nào á muốn đóng pin thì anh em cũng đã coi clip của mình ha, đóng pin này à, 6 sao anh kia ta, như vậy mình bán thân máy vỏ pin. Cái máy kia ta này mã là 693D ha, M693D, cái này cực đẹp á ha, số 14, 650, 650 ha, số 14 650k ha anh em. Rồi tiếp tục số 15, số 15 là một con Hitachi ha, con khoan á, một con vít Hitachi, một cái máy vít
mã Hitachi, cái hiệu Hitachi. Một cái pin là mình, một cái pin là mình test thử. Đây, đây. Thân máy vỏ pin ha, Hitachi thân máy vỏ pin. Điều tóc rồi đàng hoàng ha. Đó. Rồi đảo chiều. Búa rồi, ok ha. Thân máy vỏ pin. Cây này rất đẹp ha. Đó anh em, cây này thì rất là đẹp. Cây số 15. Rồi, cây này 600. Số 15 600k ha. Cái này rất đẹp ha. Rất mới. À, nói chung là rất đẹp, rất mới. Rồi. Cây số 16 là một cây cây xích 12V ha. Cây xích 12V thân máy vỏ pin. Cái này mình chưa lên pin kịp. Xích ha. Thân máy vỏ pin. Rồi mình test chức năng luôn ha. Cái này có đèn led đàng hoàng ha anh em. Đó, đèn led đàng hoàng ha, led sáng ha. Đó, đèn led màu vàng ha. Đảo chiều. Đảo chiều. Rồi, búa ghê không? Rồi, ok. Thân máy vỏ pin ha. Thân máy vỏ pin, anh em là muốn đóng pin là tính sau ha. Bán thân máy vỏ pin trước đi ha. À, thấy phù hợp thì anh em mua để mà đóng pin ha. Số 16 550k 12V ha, xích 12V. Mình có cái xích kia 14V, còn cái này xích 12V. 550k ha. Thân máy vỏ pin ha, cái này đẹp ha. Rồi tiếp theo thì có một cây Ryobi khoan. Khoan Ryobi. Bây giờ mình test chức năng cho anh em xem ha. Rồi, mình test chức năng cho anh em xem ha. Rồi. Rồi có nhanh chậm ha. Rồi, nhanh chậm, nhanh chậm, nhanh. Rồi. Cấp trượt ha, chậm. Đảo chiều. Đầu kẹp 10 ly ha. Cây khoan đầu kẹp 10 ly, cây Ryobi ha. Thân máy vỏ pin ha, cây này còn khá đẹp ha. Đó, anh em nào hốt hốt ha. Mã của nó là 122 ha. VD 122. Rồi thân máy vỏ pin. Vỏ pin như vậy. Số 17. 550k. Số 17 550k anh em. Rồi. Tiếp tục số 18. Em theo cố gắng theo dõi ha. Số 18 là cây EZ6504 cây vít ha, thân máy vỏ pin. Rồi. Số 504 ha. Rồi, test chức năng. Đảo chiều.
rồi, đầy đủ ha, thắng thiết vô thiết đầy đủ ha. Thân máy do pin ha anh em, thân máy do pin cây Nati 6504 ha. Số 18. Số 680k ha. Số 18 680k, số 504 ha, cây này còn còn đẹp ha. Còn tương đối ha. Tem hơi chạy chạy chút thôi. Cây này là mắc kính da băng này ha. Đây nội địa này ha. Cây số 19 là một cây Hitachi. Cây vít Hitachi DM2 ha. DM2 vít hồng DM2 ha. DM2 ngay chỗ này. Chữ DM2 chỗ này ha. Rồi. Ok ha. Thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin cây vít DM2 như vậy ha. Đó. Tương đối đẹp ha. Số 19. 600k. Rồi. Thân máy vỏ pin số 19 600k. Rồi, tiếp tục số 20 là một cây hàng hot ha. Cây 6507 ha, Nati 6507. Anh em cũng biết cây này nhiều rồi ha. Tem tiếp còn nghiêm chỉnh ha. Rất là đẹp ha, cái đầu cũng còn rất đẹp ha, chạy chùa hai bên. Đó, được do để nằm. Thân máy vỏ pin ha. Giờ mình test chức năng cho anh em xem. Rồi. Đó. Ở chế độ này chúng ta đẩy lên là thành búa ha, cái này là quên xin lỗi là thành khoan ha, đó nên là nó ở khoan chế độ này ha, đẩy lên à, đó khoan ha, ở chế độ kia là nó nhanh nhưng mà kéo xuống nó mình vít ha, để chế độ này nhưng mà kéo xuống thành vít mà đẩy lên là thành khoan ha, nó hỗ trợ khoan ha. À, cầm không nổi đâu anh em, đó rất là mạnh ha. À, kéo xuống là thành vít ha. Rồi. Số 507. Cái máy rất đẹp ha. Rồi, thân máy vỏ pin. Bung cái pin của mình nè, thân máy vỏ pin ha. Số 507 ha. Rồi, cái này rất đẹp. Cái giờ này mà còn cái cây như vậy là khá quá khá đẹp rồi. Số 20. Cây này 900 ha. Số 20 900k ha. Rồi, cây máy 6507 là khá đẹp rồi ha. Nên nào hốt thì hốt liền ha, không thì thôi, không sao hết. Rồi, cây vít Hitachi. Số 21. 12V ha, cái này rồi, test chức năng thôi. Rồi, cái pin này nó pin hết pin rồi. Rồi bây giờ mình lấy cái nguồn ngoài mình test cho anh em xem ha, cái nguồn ngoài đi chứ còn cái nguồn trong hết pin rồi, không có đóng cái cục pin này, mình đóng lên xong anh em mua mình bán luôn.
bữa nào mình đóng lại. Giờ test máy cho anh em xem ha. Rồi. Đầy đủ ha, đầy đủ chức năng. Rồi cây vít Hitachi ha. Test lại cho anh em xem thấy lần nữa ha. Rồi. Rồi, cây này rất mạnh ha. Rồi. Ok, rất là mạnh. Thân máy vỏ pin số 21, cây này 500 ha. Số 21 500k Hitachi ha. Rồi, anh em mà mua như đây thì đóng pin rồi về sử dụng được rồi ha, không cần phải đẹp lắm đâu, sử dụng mà anh em nào mua chuyên tầm thì chúng ta lựa cái đẹp ha. Rồi tiếp tục là một cây Nenati 6470, đây cây Nenati 6470 cây khoan ha. Đó, thân máy vỏ pin ha. Đảo chiều nhanh chậm, đảo chiều chậm ha. Rồi đầu kẹp 13 ly ha, đầu kẹp này 13 ly ha anh em. Cái số 470 đầu kẹp 13 ly ha. Rồi thân máy vỏ pin thân máy do pin ha, như vậy đầu kẹp 13 ly 6470 ha. Số 22, rồi cái này 750k, số 22 750k ha, 6470 cây khoan. Rồi chưa lấy cái cây này đi. Cái này số 23 luôn đi. Cái Panasonic 7542. Cái này số 23. Panasonic 7542. Cái này khá đẹp ha. Cái này mắc kinh da băng ha. Mắc kinh da băng luôn. Rồi đèn led đây ha. Đó. Tắt. Cái này nó cũng giống như cây số 507 ha anh em, nó hỗ trợ búa rồi ha. Cũng y vậy ha. Rồi giờ mình test cho anh em xem. Rồi.
Đó, để chứa chế độ này nữa ha, tại nó thành là nó là vừa vít ha, vừa quay lên đây. Đây là chế độ là khoan này ha, vẫn là vít ha, đẩy lên là khoan. Đó, nó cũng giống số 507 vậy ha, kéo xuống là vít. Rồi để ra mình để bình thường vậy đó là nhanh chậm ha, đẩy lên là nó chậm. Đó, chúng ta chuyển ở cấp độ này là nó chậm nè, chúng ta kéo xuống là nó nhanh ha. Để lên là nó chậm. Rồi ta bắt cái gì nó nặng á, chúng ta đẩy lên ha. Bắt gì nhẹ là kéo xuống. Rồi. Ok. Thân máy ha, 7542. Thì bán cái thân máy. Thân máy như vậy ha. Rồi ai muốn mua nguyên combo máy pin ha, máy pin sạc luôn, sạc zin luôn. Sạc này sạc 80 ha. Nguyên combo thì mình bán combo, cái thân máy thì mình bán cái thân máy. Cái 23. Thân máy 800. Thân máy 800 ha. Rồi nếu ai mua combo là mình lấy luôn sạc. Combo sạc ha. Sạc điện 100V ha. Lấy cái sạc Panasonic cho nó đi giống nhau. Rồi. Sạc điện 100V sạc zin ha. Bây giờ mình test sạc cho anh em xem ha. Đó, máy pin sạc ha. Rồi. Đây, sạc lại lên đèn xanh ha. Bây giờ bắt đầu mình cắm pin vô. Rồi. Cắm pin vô đèn xanh lên này ha. Rồi, quạt quay. Đó, nhận sạc rồi ha. Để thôi. Ok ha, nguyên combo ha. Rồi. Sạc với cái pin này 800 nữa ha. Giờ giá 800 nữa, zin luôn, sạc zin pin zin luôn. Ai mua combo thì giá trừ 6. Còn ai mua cái thân không là giá 800. Rồi. 800 ha, cây 23 ha. Rồi bây giờ mình chốt hạ một cây cưa. Chốt hạ một cây máy cưa. Cái đĩa. Đây, chốt hạ một cái máy cưa đĩa ha, 14.4 Makita. Lưỡi 125. Ha, than rời, sử dụng than rời. Sử dụng than ha. Có nghiền gốc. Rồi, có nâng hạ ha. Nâng hạ bàn đây. Rồi đây. Để đây ha. Hơi sáng sủa ha, có đèn led. Ok chưa? Đó. Đó chức năng. Chốt hạ thân máy ha, thân máy cưa này, máy cắt gỗ, thân máy cắt gỗ, lưỡi cắt gỗ luôn, số 24 750k. Rồi chốt hạ ha, số 24 750k. Xin chào tạm biệt tất cả các anh em ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip ha và theo dõi clip. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người luôn luôn khỏe và thành công.